Hôm nay thì Di sẽ làm một cái video bài ghép ngang của Sơn Vị Thanh cho các bạn nha. Đầu tiên là xe canh cái kiến tới cái cột, đánh hết lái qua trái cho xe di chuyển vô sát mép chuồng. Thì các bạn để cho xe đi thẳng song song với mép chuồng mà gần nha. Khi nào các bạn quan sát kiến trái thấy bánh xe tới mức đen chúng ta dừng lại. Đây cái mức đen này ha. Rồi dừng lại thì chúng ta bước đầu tiên là chúng ta đánh hết lái về bên phải, chúng ta cài số lùi. Rồi chúng ta quan sát kiến trái, chúng ta cho xe lùi. Lùi chúng ta nhìn kiến trái, chừng nào cái thân xe chúng ta thẳng với góc vuông chuồng chúng ta dừng lại cho thầy là hoàn thành bước 1. Đây góc vuông đây nè, thẳng băng vô chưa, đó thẳng rồi đó chưa. Rồi bước tiếp theo là chúng ta trả thẳng lái, chúng ta lùi vô, lùi vô chúng ta nghe tín hiệu bính bon thì chúng ta dừng lại, chúng ta nhìn bên kiến trái coi bánh xe nó đã cán chữ B chưa, gần tới mức vàng chưa, gần rồi chúng ta thắng. Và bước cuối cùng chúng ta đánh hết lái về bên trái. Rồi chúng ta cho xe lùi vô và chúng ta đồng thời quan sát cái gương bên phải ha, nhìn tập trung vào gương bên phải thì lần này chiếc xe của thầy dê vô chắc chắn nó sẽ nhận bài luôn và rất là đẹp luôn, thấy không, không cần phải trả thẳng lái đó, thấy các bạn thấy không, xe nó đã thẳng nhận bài luôn rồi đó. Thì chuyến này chúng ta giữ nguyên qua lăng bên trái, chúng ta chạy ra luôn thôi, không cần phải chỉnh sửa gì cả đó, các bạn thấy chưa. Nhớ làm đúng phương pháp, đúng điểm canh của thầy chắc chắn sẽ nhận bài. Rồi các bạn thấy hay thì các bạn nhớ thả tim và chia sẻ like và để lại bình luận bên dưới cho thầy nha. Hoặc anh em nào muốn làm bài sân thi các bạn chỉ cần quay video cho thầy những cái khung cảnh xung quanh của cái bài ghép ngang, thầy sẽ làm lại cho các bạn nha. Thầy sẽ chỉ cho các bạn những điểm canh chắc chắn sẽ nhận bài. Rồi chúc các bạn thi đạt được kết quả tối đa nha. Nhớ chia sẻ like, thả tim, bình luận nha.